bạc hiếc. Nè, anh làm gì thì làm, cũng phải ăn chứ. Bộ tính chết ư như coi ba khía luôn hay sao? Phá sức như vậy, anh làm được mấy ngày thì cũng ngã bệnh thôi. Mày anh làm gì vậy? Buông ra, buông ra đi. Bao nhiêu việc có cố gắng chinh phục trái tim anh ba khí bao nhiêu cũng vô nghĩa, khi con tim anh mãi không hướng về mình. Tại sao? Tại sao để cho mình thấy hình ảnh đó? Em thấy anh dạo này có vẻ hốt hác đi nhiều đó. Em thấy anh ốm đi nhiều quá, không nên tự hủy hoại bản thân. Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, cho nên anh cảm thấy bị đuối sức. Dù có chuyện gì, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe để còn tìm cách giải quyết nữa chứ. Anh không được hủy hoại bản thân mình như vậy. Trước đây anh là một người rất mạnh mẽ, em không muốn nhìn thấy anh yếu đuối như vậy. Vì yếu đuối không phải là anh ba khía mà em từng biết. Anh biết là em vẫn còn tình cảm với anh. Từ nay đừng bao giờ rời xa anh nữa, có được không Mai? Nhưng mà nếu chúng ta đến với nhau sẽ làm tổn thương Trinh. Cô ấy đã giúp anh rất nhiều việc rồi, chúng ta không thể nào đối xử thiếu công bằng với cô ấy như vậy được. Tình yêu không thể nào mang ra cân đong đo đếm được. Anh biết Trinh là một cô gái tốt, nhưng anh chỉ coi cô ấy giống như là em gái của mình, không hề có tình cảm nam nữ. Nhưng mà em... Anh nghĩ đã đến lúc anh phải nói rõ với Trinh. Mặc dù biết rằng trong chuyện này sẽ khiến Trinh buồn và có thể gặp những tai họa khác về chuyện làm ăn của anh, nhưng anh không muốn dối lòng và dối người nữa. Chỉ còn có em ở bên cạnh anh thì anh không sợ bất cứ điều gì nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, có được không em? Tụi mình đứng đây như vậy, lỡ như có người thấy thì ngại chứ. Bây giờ anh sẽ đưa em về nhà để nói chuyện với tía về gì luôn. Có cần gấp vậy không? Hay là để một vài hôm nữa mình hãy nói chuyện? Trước cũng nói, sau cũng nói, thì anh nghĩ bây giờ mình cứ nói đại đi. Đi, mình đi em. Ủa, ai để túi thức ăn ở đây vậy ta? Có khi nào Trinh mang tới đây rồi thấy em với anh vậy rồi cô ấy bỏ đi không? Anh cũng không biết nữa. Thôi bây giờ cứ về nhà trước đi rồi tính. Nếu như mà thật sự Trinh mang đồ ăn tới rồi thấy chúng ta như vậy, bây giờ em để tới nhà của anh, em thấy ngại lắm luôn á. Dạ, con nghe nè tía. Tía nói sao? Trinh mang đồ ăn tới hả? Con thấy có túi thức ăn ở bên ngoài á, nhưng mà không biết có phải của Trinh không nữa.
Dạ, con biết rồi. Để con gọi cho Trinh coi có sao không tía. Dạ. Trinh có tới đây. Trinh đã tới đây. Thấy em với anh như vậy nên cô ấy bỏ đi rồi. Bây giờ anh tính làm sao? Để anh gọi cho Trinh coi cô ấy đang ở đâu. Tía nói là cô ấy chưa có về nhà nữa. Sao rồi anh? Có đổ chuông nhưng mà Trinh không có nghe máy. Chắc cô ấy còn ở đâu đó gần đây thôi. Hay là mình đi tìm thử coi sao. Dạ.